Bấy giờ, mười phương chư Phật đều hiện ra ở trước Bồ Tát Phổ Hiền khen rằng, lành thay Phật tử, ông mới có thể nói công đức hành xứ quyết định nghĩa hoa của các Bồ Tát đó, vào khắp tất cả Phật Pháp, Pháp môn phẩm xuất thế gian. Phật tử, ông đã khéo học Pháp này, khéo nói Pháp này, ông dùng oai lực hộ trì Pháp này, chúng ta chư Phật thảy đều tùy hỷ, như chúng ta chư Phật tùy hỷ nơi ông, tất cả chư Phật cũng đều như thế. Phật tử, chúng ta chư Phật đều cùng đồng tâm hộ trì kinh này, khiến cho các chúng Bồ Tát hiện tại vị lai ai chưa từng nghe đều sẽ được nghe. Bấy giờ, Đại Bồ Tát Phổ Hiền nương thần lực của Phật quán sát mười phương tất cả đại chúng cho đến khắp cùng pháp giới mà nói kệ rằng: trong vô lượng kiếp tu khổ hạnh, từ vô lượng Phật chánh pháp sinh, khiến vô lượng chúng trụ Bồ đề, hạnh vô đẳng kia nghe tôi nói, cúng vô lượng Phật xả chấp trước, rộng độ quần sinh chẳng nghĩ tưởng, cầu công đức Phật tâm không nương, thắng diệu hạnh kia nay tôi nói, lìa ma ba cõi nghiệp phiền não, đủ thánh công đức hạnh tối thắng, diệt các si hoặc tâm tịch nhiên, nay tôi nói hành đạo của kia. Vĩnh lìa thế gian các giả huyễn, đủ thứ biến hóa bảy chúng sinh, tâm sinh trụ diệt hiện các việc, nói kia tu hành khiến chúng vui. Thấy các chúng sinh sinh già chết, phiền não lo khổ luôn trói buộc, muốn khiến giải thoát dạy phát tâm, công đức hạnh kia nên nghe thọ, thí giới nhẫn tấn thiền trí huệ, phương tiện từ bi hỷ xả thảy, trăm ngàn vạn kiếp thường tu hành, công đức vị kia ông nên nghe, ngàn vạn ước kiếp cầu bồ đề, hết thảy thân mạng đều không xẻn, nguyện ích quần sinh không vì mình, hạnh tử mẫn kia nay tôi nói. Vô lượng kiếp nói công đức kia như biển một giọt chưa là ít, công đức vô tỷ không thể dụ, nhờ Phật oai thần nay lược nói, tâm kia chẳng cao thấp, cầu đạo không nhàm mỏi, khắp khiến các chúng sinh trụ thiện tăng tịnh pháp, trí huệ khắp lợi ích, như cây, như sông suối, cũng như nơi đại địa, chỗ nương tựa tất cả.